Tình hình chiến sự gọi là căng ấy. Mày thuận thì tao thuận đéo rồi. Lũ quỷ ở trên nó hết quân rồi. Đồng đấy. Không thấy giản ưng nó mang hai đạo quân đến tiếp viện à? Lại còn Liêu Ngu nữa chứ. Đại chiến Thanh Châu. Lưu Sủng quyết tử với Lưu Bị. Tào Trung xong, ung dung phía Nam. Ăn chơi hưởng lạc. Ăn chơi đâu, em phải chống giặc khăn vàng ở dưới mà. Trong khi Lưu Sủng thì đổ máu ấy. Với Lưu Bị lấy để lấy Thanh Châu. Xong hai thằng ở dưới ác liệt. Đem Hứa Chữ lên cứ viện cho anh. Tào Trung thì Dương Châu thì ăn chơi hưởng lạc gái gú. Đàn đúng. Đâu ai chống giặc thằng vàng tốt mà hồi dưới đây. Chào anh em nha. Mẹ hai đạo thằng của thằng ấy lên là hơi phiền đấy nhỉ. Chi sang hoa ban, xi shu li luo. Hàn zuo ling chi, ji xu sheng xian kuang fu. Qian lu sui you xiao xiao zhi bei zu lan, dan ke zhu zhi. Zhu gong xin rong, ze tian xia xin rong. Cứ bắt lẹ nó mà đánh thôi. Tên anh đấy. Ba đạo phun của thằng Lưu Bị. Lưu Sủng sẽ có nhiệm vụ là cấu véo tụi nó. Chỗ vãng lăng này trên sau em mới tới được. Bật thần cân gấp lên mà đi cho chắc chắn là tới. Tao cảm giác mày chưa tới ở đâu. Ở đây là từ sau là tới này. Đôn thì vẫn mai phục ở đây.
cái giờ tới lượt cái tài nguyên, những cái tài nguyên mình đang nắm giữ, tài nguyên mình đang nắm giữ ở trên còn từ giao thương ở dưới. Thì khi mình nắm nhiều cái tài nguyên trong tay thì mình sẽ có sức ảnh hưởng về giao thương, tức là mình sẽ giao thương dễ dàng với bọn nó hơn. Bởi vì mình nắm trong tay nhiều những tài nguyên đa dạng thì xu hướng bọn nó sẽ thích giao thương với mình hơn. Thế thôi, đơn giản. Liệu bị cẩu tặc à, chạy Đi xuống kéo dưới hùng à, về để nó đép mày đấy, để nó đánh hứa chử đấy, để đẹp em ấy. đốt hứa chử thừa sức ăn bọn nó. Xong đánh xong cái thành này em sẽ chiêu thêm lính. Anh trong tông chọn anh đi đâu ấy? Lên Tí xem nó đánh nhau với ai, chắc là đánh nhau với thằng ở dưới à, Lưu chắc Biểu à. cũng đánh, chắc đánh hàng nghi hay gì ấy. Nghi không đi lên, chỉ xét là Nó đánh Lưu biểu Biểu đã lên này, lên này, lên này, lên này, lên đéo lên ấy, nữa. banh lại mẹ. Đồng Trác đang phản công à, mẹ phản công đéo được, cứ giữ vững cửa ải thôi. Chết mẹ của thằng Hà Nghi. Anh đồng béo chết bay một đạo. Lưu Ngu đích thân mang quân tới. À, ba đạo, bốn đạo, Thực ra không quan trọng. một đạo nữa mà cục. Ồ, thằng Trương Dương tuyên chiến với anh. Bây giờ Cái thằng Lưu Phạm này thực nó không có mục đích anh ạ, Ừ, thực cứ tế đi em chỉ cần chiếm thêm vòng. 2 tỉnh nữa. Bọn này nó không có máy công thành. Cho nên những cái thành như Bắc Hải, Thủy Huyện này là không không đáng sự lo. Nhưng đạn của Lưu Xuồng bắt buộc phải đánh vào đây, chiếm được thành. Rồi, không có nhiều. Tiến đánh lan ra. Có 5.000 quân tiếp tục lên thôi. Đại Lương Sủng để một mình Lương Sủng đánh Lưu Bị được rồi. Hai đại kia của anh hạ thủ Lưu Ngu thôi. Anh cũng đang tính thế.
Thì cái việc mà hai đạo phun của nó kéo xuống dưới đây của em hết rồi thì anh có thể yên tâm đánh ở trên. Bắt đầu chiến đấu em. Lưu sủng đại phá lang già. Chào Bảo Hoàng. Chiếm được lang già. Hoa đằng giang phân lị sát đi. Jin rì chí sư, thăng thiên kè zheng. Chúng ta ra sức giết địch mà trời xanh chứng giám. Một trận định càn khôn. Xiao xin vệ sượng, đi tình sang bù sân minh liao. Chú vị, jin ri jin li er wei, ming ri de shu. Đường nào vào được nữa này. Ba lực đá mà chưa trúng cái nào anh? Trái được một cái. Đi phương sào lâu bị hủy. Sau
Môn này ai mạnh mới mạnh chơi mới sướng ấy. Càng mạnh đánh càng phê. Đúng rồi. Ai mà không mạnh mà bây giờ mà tầm tầm này mà bọn lâu ngu lâu ngủ gì còn sống chết liền ấy. Bị con tung tỏn nó diệt đời nào rồi. Đốt hết. Chỗ này đi vào chỉ có một chỗ này để chặn thôi này, là hết rồi. Chỗ này mình không cần đi vào. Đốt nốt cái hai cái trụ này là đẹp. Hờ mẹ, đáp trúng cái bãi dầu chỗ kia. Chư mu y yếu xiu bại chi shi, hai bu shu shou jiu qin. Pi fu. Chết rồi đi. À, lên kháng trên. Chưa thể nhất được. Ngay ngay. Chào khoan sưu đủ. 20. Thuỷ sơ chi. Mình tới chỗ kia. Mình tới chỗ kia. Mình tới. Sù sù chiến chinh. Khoan bảo. Chuyện nó hết tên tới bắn. Nhi tấn có sự thân sinh pa sử chứ bê. 如此又有何用？来了嘞！跑起来！bắn chết đi anh！刘叔 bắn chuẩn phết đấy, chuẩn hơn con hoa lan lệ. Thì bắn nỏ mà nỏ chuẩn hơn là cũng chứ. Shot it!
快点，加快脚步，惩治敌军。速速前进，跑起来，赶快，赶快加速度。时机已至，哈，敌军士兵正在溃逃，给我射，顽强不屈。Còn ít châu thần xe thủ này bắn rét lắm. Tại vì nó còn đứng trên tường thành nữa này. Phải bảo, bảo chí lại, su su chiến dịch, quay su chiến dịch, quay điện, giao quay bộ phá, ra, vũ khí dũng khí, giá chỉnh.射击！听命！赶快，赶快！加快脚步！进攻！时机已至！准备开战！抓紧！一将受首，一众溃不成军。不能降，便当死！逃兵注意！加快步伐，寸步不让，俯首听命，瞄准，准备放箭，给我射击，准备开战，赶快，准备就绪，我把个箭射死。OK. Mày bắn đá bị ngu à? Mày này kéo sát tới đây luôn ạ. Đứng chú. Sù sù chiến dịch. Đi phong sĩ binh đang tại quỵ tháo. Chuẩn bị đủ chiến. Quay bảo. Chóa chín. Chia quay chậu bộ.快速前进！给我杀！快点，加快速度，跑起来！速速前进，快跑！动作快点，加快脚步。Nỏ bắn không mạnh bằng cung. Chứ hiểu biết à? Bảo bắn không mạnh bằng cung. Nói thế chứng tỏ là không biết gì rồi. Không cần phải nói nhiều nữa. Đừng nói gì nữa. Quay quay quay. Chẳng chiến trình tuyến. Chẳng quay bộ phá.快点，使劲杀！只管放箭！快跑！听命，敌军！敌军仓皇逃窜。一群懦夫，注意，加快步伐，准备就绪，加快脚步，准备就绪，赶快。时已尽，拔剑杀敌。Nói chung là đánh mấy trận này
sếp tôi là như chở bàn tay ra đây mà. Đi đi. Di chuyển đi. Xem thích cái này, xem anh đánh trận này chết bao nhiêu quân. Ừ. Hết tên rồi, bây giờ vào đánh vào đánh tay rồi. Chuẩn bị khai chiến. Cố gì à? Trận này nó không về chết bao nhiêu quân thì phần thắng chắc chắn rồi. Không thể nào sai sót được. Như sụp mấy tỉa xuống đất. Ý phong bộ đội sư sản tháo thoại. Ôi chó chạy. Quay quay quay. Chuẩn bị chu xuyên. Quay điện. Lần này mấy con nỏ giết được hơn 300 mạng anh ạ. Con này giết được 432 mạng. Văng rác lắm. Pháo binh chuẩn bị. Hoàn trọng bộ trí. Pháo binh, lại ở bên bên. Sụ sụ chiến dịch. Vũ khí dũng khí. Chóa chín. Chào khoai chào bu. Gắn khoai. Chào khoai sụ đủ. Cảm ơn thầm mệt. Chết nó đi. Chết, đéo chết kìa. Sao ạ? Cảm quân, cảm quân. Châu ạ. Giang chiến tiên tuyên. Để tôi xa. Cảm ơn thầm. Chuẩn bị chú xuyên. Sử dị ý trị. Cảm, ý dân tháo bỏ lạ. Chuẩn bị khai trận. Không yêu lưu trình. 手组断金，速速前进，准备开战！快快快！准备开战！ Em đoán trận này quân mình sẽ chết tầm 500 lính anh ạ. Chuẩn bị chu xuyên. Tầm đó tầm 500 lính. 快速前进，抓紧！顶住！ Quên mất một điều rồi. Vũ Lâm Quân đang đánh được cung. Chúa chín. Thời cơ ý chí. Vũ Quốc thảo giấy. Sở thủ đoạn kinh. Kỵ binh tại thế. Ý quân sư sản. Còn nghĩ dũng kích binh này cũng level 10. Kinh đấy. Nhân dân tinh nhuệ. Nhân dân tinh nhẹ. Sau này dù gì cái đạo lôi sủng này cũng thay máu anh à. Đó đạo lôi sủng thay ngựa đó. Thay hết thành ngựa, thành ngựa ấy. Phẩm chất bộ binh này nghĩ nên đổi thành kích binh xài hợp lý hơn. Chưa có thằng Lạc Tuấn này nó phải lên. À mình có rồi. Nhưng mà quân lính đặc biệt của anh thì không có lính rất cao của chọc, phải nghiên cứu. Phải nghiên cứu trong khải cách đấy. Nó không có sẵn. Điện, hay là kích binh là ngon. Điện nó lên level 10 là coi như là chọc ngựa nó là rớt hết. Em nghiên cứu được mấy cái con thiết kỵ trọng giáp ấy, nhưng mà em thấy nó không có ngon bằng mấy con hổ béo kỳ anh nè. Hổ béo kỳ với lại hổ sồ thấy ngon hơn. Cái con thiết kỵ binh trọng giáp ấy, trẻ thấy ngon, con trẻ xài.
断金。准备开战，诛灭敌军。准备就绪，进攻。哈，敌军士兵正在溃逃，顽强不屈。杀呀！加快脚步，动作快点，赶快赶快，狙杀了，反攻他们，战斗，战斗，战斗，就战，我们就战了，厉害，就战就战，准备开战，胜利就在眼前，杀呀！bọn trẻ mẹ bộ binh này nghe đánh đánh ở phía sau là hợp lý này. Vũ khí 勇气，杀呀！加速前进，向前进军，杀光敌军。còn vài đội nữa thôi. Vũ khí 勇气，冲啊！片甲不留，片甲不留。动作快点！听命！mình nên tiết kiệm ngựa. Tập trung! Ra! 加速前进，跑起来！敌方部队四散逃窜。杀呀！准备就绪。杀光敌军，杀！giết！注意！战法斧！快快快！đây là toàn những anh em và sinh ra tử trong những ngày đầu tiên lập quốc anh ạ. Số cổ toàn chiến. Anh người anh em.准备就绪，不要留情。顶住，加快速度。杀！听命，杀！请下命令，尽情厮杀。时机已至，准备开战。冲啊！鼓起勇气，尽情厮杀。准备开战。Victory. 我军就要占领城池了。Tiến vào phủ của Lưu Bị. Trên bao nhiêu? 300. Thì chẳng có 300 mấy. Quan trọng một tường vẫn đầy máu nguyên. Em nói gần 500 thì hơi quá. Đều là vì cơ tự sinh niệm ở trận bạc. Chỉ có vấn cụ phát triển, nhân dân sẽ hội giao khẩu chứng dân. Đấy 5.000 đánh 7.000 là tổng thất cấp 300. Anh như là hàng tín gì anh ạ? Hàng tín à? Binh tiên à? Ừ, binh tiên anh ạ. Bây giờ bên trên là phải đối đầu với quân của Lưu Ngu. Đại quân của Lưu Ngu. Lữ Bố đầy máu.
Nhan Lương Trương Liêu đầy máu. Đánh tan Bắc Hải, đạo của Lưu Sủng tiếp tục dồn lên đánh Lang Gia. Lưu Bị xuất hiện ở Hải Tây kìa, Hứa Chử phải hết sức cẩn thận. Ok, này thì sẽ chiếm vang Quảng Lăng, thì sẽ đứng ở đây án binh bất động. Mã Siêu đâu, bút hồn quân cho quân đoàn chuẩn bị đại chiến với Lưu Ngu ở Tức Mặc. Tuần này cố chiếm Quảng Lăng đi, có được. Đừng đánh đánh tu cũng được, bởi vì chắc là Lưu Bị không một lượt cũng không tới được chỗ Hoài Âm đâu. Không tới được. Tại vì ở đây nó có thái thú nên mày vẫn có thể hồi quân được. Em nghĩ vào đánh anh ạ. Thì vào đánh. Vào đánh đi để tốn em sợ tướng hết máu. Đánh vào đánh cho nó đỡ tốn máu. Trung sinh năm bao nhiêu? Trung sinh năm bao nhiêu em nhỉ? 94 à? Em 95 anh ạ. 95. 95 một vợ ba con anh em. Ok. Chưa có con. Xem Hứa Chử, Quách Gia, Lý Thôi là những tướng tài bên Tào Trung có làm nổi cái trò trống gì. Kém hết. Liệu có lấy được một cái gọi là Quảng Lăng nhỏ nhoi này không? Tao đi đái đã. Hàn Tín xuất thân ở đây à? Hàn Tín xuất thân ở Châu, xuất thân ở Từ Châu à?
Quê Từ Châu ạ. Nó không chịu đùa. Không mà này. Nó có chả như nhảy này kìa. Hãy nhìn hãy năng trang phóng đạo hỡ sĩ. Lửa cháy thành hoài âm. Tiến vào phủ đi. Hứa Chử thằng Trung nó cho nó chấn của thằng Hứa Chử cho thằng Hạo Đôn cầm rồi. Bây giờ giặt thằng Vàng ở dưới nguy hiểm hơn nên phải cho Hạo Đôn cầm cái đó. Nó mới đánh nhau ở dưới được. Lưu Bị liên tiếp thua trận. Không thể có ra các lượng ở Lưu Bị nhỉ. Không biết là năm 207 chưa? Chưa gần tới 207 rồi đấy. Có khi ra cái lượng đéo kịp ra. Mình nó bị đem việc diệt vong mà. Chạy. Chạy như vịt. Quân tràn vào đi. Cháy trên biển lửa.
敌军，杀光敌军，杀！是的，是的，好。跑起来，进攻！Thành bản này to nhưng mà nó bị vuông, tức là nó không có cái địa thế gì nhiều, nó chỉ có hình vuông thôi. Vuông với thành sắt biển, nó không cái gì độc đáo, nhìn nhiều thì nó bị nhàm. Bảo trì trụ, 这就对了。Với con đạo kích kìa, đạo cung này cũng có nhấp nháy này. Dạ, vừa rồi đấy. Có chữ hệ sát một nửa quân đó luôn. Ừ, 500 mạng. 500 mạng. Các bạn hứa chữ nó có skin rộng. Lấy được hoài âm thành Quảng Lăng này cũng giàu lắm, quận của Quảng Lăng này giàu lắm. Điểm chết tướng nó đây luôn. Rồi anh giao nhiệm vụ chú diệt thằng Lưu Bị cho anh. Lưu Bị Quan Vũ để anh xử thằng Lưu Ngu. Năm lộ quân của Lưu Ngu càng phết đấy. Tuân mệnh. Là một tin là thằng Lưu Bị chắc không sẽ không tới đây đâu. Không tới được. Không tới đâu, không tới được. Thật sự phải hai tin phục chức nơi đây. Mẹ Lưu Ngu không đánh nhau với ấy à? Viên Thiệu à? Tràn xuống đây làm đéo rồi. Thằng Vương Khuông này, thằng Trương Dương này dám đánh nhau với cả Viên Thiệu à? Dám nhỉ, Viên Thiệu trên này dễ bị bắt nạt thế à? Ấy à, ba là phun đấy, ba đã phun, sợ hãi cái thứ. Đất mày rộng thế mà gì? Chính ý trị thân, cố hữu thị ý. OK, hòa bình với Trương Dương, hợp lý. OK luôn. Trương Dương làm chư hầu của Viên Thiệu luôn à? Tuyên chiến với chư với Viên Thiệu xong rồi làm chư hầu của Viên Thiệu.
Chết. Chết. Lão, buôn liếu. Nè, ô tô anh này. Ừ. Đông quân lắm. Có quân của Lưu Biểu nữa. Ê, quẩy thôi. Em phục kích ở đây 3 ngày 3 đêm mà bắt được nó. Thương vong thấp thì cứ auto thôi. Chết. Phục tù tiếp anh này. Cứ quân khăn vàng là chém thôi. Lưỡi bầu đang to máu giấy, không phải do lưỡi bầu máu giấy mà do mình up skin không chuẩn thôi. Không nên up skin trừ né tránh cho nó. Đúng không? Bị đập cho tụt hết cái mỡ anh ạ. Lưỡi bầu thì chỉ up mỗi cái skin đánh lan thôi, còn không up hai cái skin kia. Còn lại thì để luôn hết up skin tăng né tránh. Đúng không? Bị cung đô đánh cho tan hết mỡ anh ạ. Nó cứ giữ được đồng quan này lâu giường nào hay giường đấy. Mình với thằng Hàn Phúc chi kỷ, đéo hiểu. Hãy cùng chung kẻ thù. Lưu Ngu Lưu Bị hình như em nó có một đại phục kích ở đâu đây này đúng không anh nhỉ? Đáng được chạy à? Anh Lưu Ngu có chạy à? Ngáo. Bao nhiêu quân? 7.000 quân, 8.000, mình cũng thua kém đấy đâu. Ấm nhau đi anh ơi. Đại chiến Thanh Châu. Nói là hành quân gấp hết rồi. Ừ. Nên sẽ thấy nó sẽ thấp. Nó sẽ mệt mỏi. Đại chiến Thanh Châu. Đội hình khá phẳng. Quân mình tiếp viện ở trên kia. Cái map cũ luôn à. Đó là cái map dồn xuống quân của... dồn quân xuống giết thằng tiếp viện ở dưới nha. Đã. Chiến sĩ chuẩn bị hoàn tất. Phải
紧，停住，准备就绪，准备开战。别急就绪，赶快。停住。头部。听命。顽强不屈。敌军四散而逃，到底是无胆鼠辈。好生言语，我或可手下留情，姑且让你活到现在吧。加快速度，做好准备，做好准备。现在em chọt nó một chọt nó chết rồi này.进攻，顽强不屈。敌军仓皇逃窜，一群懦夫！给我射！别急就绪，赶快！听命！加快速度！哎。是无胆鼠辈，做好准备，加快速度。ở trên này, ở trên này nó vẫn còn xuất hiện ra đấy. Hào chí lại. Còn đâu? Cái đạo đằng sau lưng còn đâu? Chắc là hết rồi. Đúng không? Còn còn vẫn còn xuất hiện ra đấy. Sao lại biết? Thì nó vẫn còn hiện chi viện khu vực bố trí này. Khi nào mà nó chỉ cái này giấu rồi chứ? Không, khi nào nó vẫn còn hiện cái này là vẫn còn xuất hiện ra. Ừ. Em cũng để mấy bên trước nó vẫn còn ấy. Khi nào nó mất cái này thì nó mới hết tích viện. Cho bọn trả mã bộ binh đứng bảo vệ sườn đi kìa. Kìa quân kìa quân kìa quân kìa quân kìa nhìn. Không, quân bị chỗ sườn chỗ ngựa mày kìa. Ông đi phải khéo khéo rồi chứ.手下败将，要留心！我方战友正在遭受攻击，感受我的愤怒吧！进攻！在，杀！诛灭敌军！他比咱远。Cái chọc tướng anh à. Đi chuyên sĩ binh đang tại quy thảo. Sa công đi chuyên. Đi công. Sa. Dinh chính sư sa. Chú mẹ đi chuyên. Đi chuyên. Thủ chí yong chi. Quay tục chân chinh. Gia khỏi bộ phá. Đi chuyên.天甲不留，敌手就绪，敌兵全败，听命，加速前进，动作快点，加快脚步，
友军正在遭受攻击，速速前进，片甲不留，不要留情。挺住，加快速度，还能给他另外一个呢，没了呗。Anh điều hai con kỵ hút về trung quân ở bên đây đi anh ơi. Nǐ xiǎng shì shì, nà jiù lái bà. Huò xù nǐ gái kǎo lù rú hě pò zhìn shā dì. Kỳ ở sau cánh chợ mày. Chỉnh đồ hình hướng trái anh ơi. Ừ, như là而逃，到底是无胆鼠辈，速速前进。别来无恙啊，一阵懦夫。
前进。受手，冲啊！杀光敌军！哦，真是太可惜了。准备就绪，太弱了。做好准备，时机已至。士兵正在溃逃，前进上，顽强不屈，快快快，准备就绪，扑灭敌军，鼓起勇气，加速前进，尽情厮杀。敌军士兵正在溃逃，进攻！诛灭敌军！人家不少人呢。我路过的朋友。走走走，干嘛的？顽强不屈。来给了安德尔呀，还碰给的。军四散而逃，到底是无胆鼠辈。速速前进，大军准备，速速快点，奥比杀，时机已至，加快脚步，不要留情。离胜利又近了一步。回头，不要留情，停住，动作快点，天下不留，进攻，杀，跑起来，加快速度，停住，咽下不留。哈！敌将已被我军斩了。còn tướng nó bay đầu, nice. tướng nó có tí máu. Mẹ vợ chém hai chém bay đầu anh à. chặn như vịt nha. chạy chưa đại thắng mẹ lưu ngu ở đây đúng như cái tên của nó anh ạ, lưu ngu, ngu như bò à, đúng rồi, tại vì nó quá ngu. Tan tành quân của lưu ngu, bốn ba lộ quân của nó. Thế thì cứ để dành quân, quân nào chưa ra cứ để dành thôi. Này, như đây là sao ăn nổi mà. Trời ơi. Duyệt có 900 mà. Lưu bố duyệt 200 mà. Đây là 500 của quân này. Xuôi vô lại. Chẳng này cứ hồi quân chắc. Cũng cắm cũng giết được 200 mấy. Chạy ngay. chạy. chạy thôi. Anh em ơi, chạy thôi. Bây giờ có mỗi thằng chó Lưu Bị rồi. Đại quân của chúng ta tiến lên Đông Lai. Lưu Ngô phải tháo chạy. Năm lộ quân mang xuống rồi. Thua tan tác.
cái đó là tụi nó hành quân nhanh. Hành quân gan người ta thì nó chỉ mệt mỏi thôi, chỉ đi chậm thôi, nhưng vấn đề là bọn nó đông, đông tướng, nhưng mà không là gì với mình. Quân mình chính quy tinh nhuệ đấy. Ui, nhiều đẹp vội. Ở dưới đây em sẽ bàn giao lại cho thằng Lưu Biểu anh ạ. Xin lên. Xin lên đánh Lưu Bị. Liệu có giữ được chỗ này không? Cái nào cơ? Liệu có giữ được hoài âm không? Chắc được. Có thể được. Anh cứ đánh thoải mái cho nó đi. Sao dù chưa từng nó khói kệ thôi. Đánh cũng phải đánh. Thằng nào về thì về chứ. Về chạy hết. Lưu Sủng đâu thiếu mà nhân tài đâu. 8, 9, 10 đấy áp được mỗi chỗ này đâu. Tôi bị nó còn đúng 2 mảnh đất ở đây với lại 3 mảnh đất ở dưới. Thế là nhận hết đất rồi. Lưu Sủng ta đây không thiếu nhân tài. Không việc gì mà phải. Đấy mà. Sáng sĩ nhân xuyên cao vô quân đại nghiệp. Chạy đâu bé? Chạy đâu bé ơi? Chú bố truy sát. Bình thử một trận, khở định thiên hạ. Yao zhe xie fu lu ye mei yong. Zheng zai xing jin. Em đang quân chiếm lại Lạc An. Ngô Tử. Chính xa mệnh lệnh. Có lương thực áp thành này, áp Lạc Dương này. Sau ở đây em sẽ phục kích nó ngồi và chém cái đạo này của nó. Nếu mà thằng Lưu Bị mà cứ kéo một đạo rồi full nó đánh em nữa thì em sẽ rút đi. Mà phải diệt hết cái đạo này đó trước đã. Thằng Lưu Bị vẫn dưới trướng Lưu Ngu đúng không? Nó vẫn dưới trướng Lưu Ngu. Thằng Lưu Ngu anh Hòa rồi đó, nhưng mà anh không Hòa. Nó xanh đét rồi, 15 điểm dương rồi. Còn này kệ. Anh đánh tàn tành thế mà không chịu hòa. Nó chịu hòa rồi, nhưng mà nếu mà hòa với Lưu Ngu thì thằng Lưu Bị cũng sẽ hòa theo. Mà đang đánh nó thì anh không hòa. Để đánh xong Lưu Bị rồi, nếu nó muốn xong hòa Lưu Bị thì mình hòa. Xong rồi mình hòa Lưu Ngu sau. Lưu Ngu bây giờ chỉ có chạy về nhà thôi. Lưu Ngu hình như còn đang đánh với cả Viên Thiệu nữa. Đánh tan đạo này là toàn.
để thêm đạo nữa đang ít tiền này. Hiện tại nhà cả 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 nước chỉ đủ duy trì ba quân đoàn này, ba quân đoàn cực kỳ tinh nhuệ. Nó mà dám vào đây là chém đầu liền. Bây giờ là em sẽ bàn giao lại cho Lưu Biểu để Lưu Biểu nó đánh xin về. Làm sao đâu Ở Lưu Biểu dưới tràn này vào nè, đúng không? Lưu Anh chỉ Biểu nó đạo đang nó tràn đánh vào Tân ấy, Đô mà. thì bây giờ em xin lên lại để đánh lên trên Lưu Bị. Như bị còn mỗi Hải Tây thôi, đang cố thủ ở đấy. Tuần sau Lữ Bố chiếm lại Lạc An là đẹp. À, chơi chơi Lữ Bố thì không nên up hai skin này. Lúc đầu tôi quên mất, không nên up skin này và không nên up skin này. Up từ đây này, đấy. Đây, khu vực này ở đâu đây là đủ, đã đủ level 10. Đủ level 10. Lấy hai cái này để tăng né tránh. Chỗ phụ kiện này cũng có thể dùng cái tăng né tránh để cho thằng né cao lên. Né càng cao càng tốt. Nó cứ đứng ở trong quân là nó mẹ mày quẩy thôi. Dùng tất cả chỗ này dùng né này thì không cần phải cho nó đi đâu, cứ đứng cứ cho nó phi vào quân đội xong rồi quẩy thôi. Còn nếu mà không áp như thế thì cứ phải cho nó chạy đi chạy lại, nhưng mà chạy đi chạy lại thì hay bị ngã ngựa lắm. Đã gần mất cái bản năng luôn, đái thật. Em tin này, có anh Lô Bị làm gì? Làm gì con Đánh vào đi, cũng đánh vào đi. à, mắc mưu à. Nó một trận cho nên biết đời. Chiếm tiếp Đông Lai chứ còn để Đông Lai lòi lòi ra một núm ở trong đấy làm gì? Chiếm là chiếm nốt chứ. Bên mình là phe tấn công. Nó có máy bắn đá nên phải công lên. Hơi đâu diệt thì diệt luôn thì tướng nó thù hay không quan trọng, đánh bao nhiêu trận chém nó bao nhiêu phát thù hay không thù, nói chung tướng về random lắm, đâu không phải lo cái đấy, việc tướng nó nộp CV random lắm, không liên quan nhiều đến cái việc thù ghét đâu. Đầy thằng X đỏ lòm này vẫn nộp CV ầm ầm, đâu ra cái lý thuyết thì ghét thì không về. Nó thích thì nó về thôi chứ. Ừ.
CV random chứ chả có cái tiêu chuẩn nào. Toàn tao công nghĩ là thôi mới còn cái bên đấy đều vì men cả. Bọn này không muốn giao đấu. Thằng Lưu Phạm là sự kiện của riêng Lưu Biểu à? Thường có hai đạn rồi. À, thế. Bọn đấy là bọn gì?不休，够了！Nó có cầu đá à? Nó có cầu đá. Em dụ quân nó xuống rồi ngựa chạc thôi nha. Bọn chó này có búp chống xung kích 21 giây chống xung kích. Phải đợi hết cái này mới chạc được. Trận này Oh,
瓦解，尽情厮杀。Mọi người chạy cái cung trung quân đen đây. Vướng đạo giáo kìa. Nó chặn. Chạy tướng đi. Phá sơ. 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 Dinh chính sư sơ. Chuẩn bị 好了，敌将受手，贼众溃不成军。什么？就这点本事？进攻！跑起来！速速前进！片甲不留！时机已至！快快快！房间，射杀敌军！注意！看来他们也就这点本事。顽强不屈，杀光敌军！在，上，片甲不留。Tại cung nông dân mà. Bắn cung thấm đổi cung đi. Giàu giàu có rồi chơi cung nông dân này bắn gần như chả mất máu ở nó. Còn dư 400 mấy đồng mà nơi. Hết xiềng rồi. Mày làm gì mà hết tiền này? Đánh nhau suốt mà hết tiền này. Cống nẹp cho bọn tục tung tỏng đi. Để cho hỏi nó đi. Không sao không cống nạp đồ này. Cống nạp tiền làm gì? Đồ ở đâu đủ đâu. Cắt bớt cái đồ ở đây ra. Chứ tiền lúc này quan trọng của mẹ. Chặn cho anh, cử một thằng tướng chặn cho anh cái thằng giáo đó. Em chơi trò hết đình rinh thôi chứ biết sao giờ. Đang chưa cầu ọp hay sẽ bị cái từ từ. Giao khoai chậu bộ. Chuẩn bị chu sư. 加速前进，做好准备，上，杀光敌军，不要留情，快快快！哈，敌军士兵正在溃逃，动作快点，速速前进，片甲不留，跑起来，快跑，加快脚步。Kia còn cởi ngựa nên lý thôi nó rớt ngựa mẹ chạy đuổi không kịp nữa. Hơi khó và nông dân đúng là nông dân làm cung nông dân để bắn nó tốn không chút nữa bắn gần như không chết lại lý thôi nó ngã ngựa đầu thôi đuổi làm gì cẩn khoai cẩn khoai cho nó về quét lính đi. Cứu được.
ngựa nó chưa ra trận để đi luôn. Mày chạm tên à? Cũng hơi bị cùi. Đẹp. Spam là ăn ban em nhé. Câu chặt chặt lắm. Cùi thôi. Ngày phải đổi sang nỏ binh xài quá anh ạ. Sao đấy? Nó nỏ bình thường thì nó cũng không đắt đâu. Sáu mấy, bảy mấy tiền duy trì. Trận này trận này mà có nỏ thì thắng chắc rồi. Nỏ nó bắn cho chất lượng nhiều. Cùng bắn yếu quá. Ít nhất là đạo cung phải đạo cung cấp tiếp cấp hai cấp ba chứ đạo cung mày nông dân. Tiến lên. Lý Thôi hứa chử đại bại, không giữ được hoài âm, tội đáng muôn chết. Nếu hoài âm nhiều khả năng về tay Lưu Bị. Cung kiểu này chắc bị chê nó fit quá trời nè. Mà nhìn đội hình bên đó toàn khiên hết rồi. Toàn lính có khiên. Thế là cái đạo cung này nó bắn nó không thấm. Giết cửa có 45, 54 mạng. Không giải quyết gì cả. Thật ra thì chơi game này quan trọng nhất là cái cơ cấu quân đội. Anh em hiểu không? Mình cứ có một cái cơ cấu quân đội nó chuẩn, cái là mình đánh trận nó sẽ dễ. Xong rồi. Mất hồi âm rồi. Cái thằng này chạy không hết nè. Có bị dính không? Chạy nó vẫn bị, chạy cho vẫn trong vòng nó vẫn bị dính. Mẹ đấy. Thế thì hoàng rồi em ạ. Hứa chử chết ở đây rồi. Không, vẫn còn mạng. Quan trọng là nó bắt được nó chém ấy chứ. Hứa chử bị chém thì vui. Mày chờ đấy. Hèo đun đừng lên. Mày nha. Ngùng nha. Ủa mày bắt được mày, bố mày. Rêu. Xách đầu đi, rêu thì chúng. Có phải dậm 3k8 em đừng nhìn vào cái đam. Em phải nhìn vào cái diện rộng của cái skin của thằng nữ bố ấy. Thằng nữ bố nó mạnh ở cái nó mạnh nó quét kín nhiều. Tại vì sao? Bởi vì cái skin rộng của nó là skin diện cực rộng, nó rộng nhất trong tất cả các tướng rộng. Mà với gần đấy đam mà đủ để ăn lính thôi, nó chỉ cần rộng một phát thôi là chết lính. Cái vấn đề là chỉ lơ cần chết mà. Lính chứ không cần chết tướng. Thằng lơ biểu đến tầm này nó đánh thua đấy chứ. Cay ấy. Em đi dậm lính, em phải quan tâm gì đến đam. Em cũng phải đi đánh tướng thôi, mà quan tâm đến đam. 3k8 thừa giết lính. Nghe lữ bố, chơi lữ bố là chỉ có máu hoặc là né. Nhưng mà thường là né. Bởi vì bảng skin nó thiên về né. Né đẹp nhất. Nhưng đi quét lính tính đến đam là cái gì? Hay quá. Đuổi được nó đi rồi. Đánh thua chạy về. Đánh chịu đéo gì đây.
Nói chung em áp 2 skill nữa thì em sẽ yếu, thế thôi. Áp nó sẽ làm thằng Lưu Bố yếu đi, nó không thể hiện được cái sức mạnh tối đa của nó. Nó tích áp thì vẫn được, chả vấn đề gì. Đánh cho thắng cho thua nó mới vui. Thấy vui. Ngoài kinh nghiệm. Tâm trí của em là mình phải đánh, đánh mình phải thua. Cô hợp thì cứ chơi đi, khi nào làm vua thì diệt hết bọn nó thì là thắng thế thôi. Game này thì cũng có cái gì đâu. Chiếm full bản đồ thì là thắng. Nó có hai chế độ, là câu hợp đối đầu, câu hợp cùng chung mục tiêu, thì bọn tôi chơi cùng chung mục tiêu. Diệt hết mấy thằng rắc rưởi này thì bọn tôi thắng. Nói chung đánh đến một cái ngưỡng nào đấy thế bọn nó yếu quá rồi thì bọn tôi sẽ dừng. Thế là đủ. Nhưng hiện tại thì bọn nó vẫn còn mạnh lắm. Bọn nó còn kinh lắm. Đường còn dài. Công tôn toàn hòa với Lưu Biểu. Anh có cái mốt khó không? Đương nhiên là anh cái mốt khó hơn rồi. Khó. Pin tử y trận, khở định thiên xạ. Tử thành sân sàn, xin sâu xa lạ. Vô lưu phong xin, tự sử y phong yên xưu. Không được cho thằng này hồi quân, vây nó. Rắn biển thiên xạ. Nà chí vũ khí. Bạo loạn xảy ra ở Đông Quận. Đông Quận bọn chó này nó úp cái này khó chịu thật. Nó bị sắp toan rồi. Ừ. Còn hai mảnh đất đây như là ba mảnh dưới. Hai mảnh đất dưới, ba mảnh dưới là năm mảnh. Chính là lãng phí thời gian. Chiến sự quân phương vàng ở dưới cũng còn vẫn còn đang rất là căng. Nghe Lâu Biểu thì các binh nhưng mà không biết điều à. Rủ nhĩ sổ vậy. Cũng thua liên tiếp. Cái từ hỏng này. Tổng Dung, Trương Yên. Có bị yếu mà. Trấn lĩnh nhân ủy. Giả hủ. Hai mươi tư thoải mái. Tốt.
phát kích thích giao thương. Lưu Trương giả hủ. Tí cho bọn nó rút về đây. Tuần sau cho bọn nó hai thằng này rút về. Cứ rút về luôn đi. Không nó lại ai mất. Rút về mẹ mình đang cần tướng. Đang là lúc mà cần dùng người. Lang gia và Đông Quận không vấn đề gì cả. Lưu Yên chịu chi cho tôi gần đấy tiền là bởi vì tôi có tay trong trong đấy. Thằng Lưu Trương nó dỉ ta thằng bố nó. Nộp tiền cho tôi. Tất cả có sự tính toán đấy. Thằng cái thằng Tử Vinh nhầm đéo có át đâu mà át tuyển làm gì bẩn cái đội hình. Tào chết rồi, bây giờ Tào Trung. Tào Trung đang đợi Tào Phi. Mạng hơi yếu. Cái gì? Mạng hơi yếu. Xong rồi cứ chờ người chơi mỡ suốt. Mình xem của anh thằng Lưu Ngô còn đang đánh nhau với Viên Thiệu không? Chờ 5 phút. Hả? Chờ tí. Vẫn còn ở đây. Ừ, tốt. Đánh rè. Vũ xin sư hỏa,
不屈不灭，tâm ta như lửa bất khuất bất diệt. Được, chí khí. Rằng chế xế gấu dây chẳng chẳng nụ hổ. Hổ sụ chú chi, chuyên chuyên dọa trận. Đánh ra là sao dở đó.冲锋了吗？听命，打起精神，反方他们，攻击敌军，进攻，为了大业，护国讨贼，使劲杀。准备好了，bọn này còn hồi quân còn chán. Đốt bọn nó ở cánh rừng rồi. Bạn đây准备就绪，快点！
攻击！速速前进！准备开战！注意！进攻！注意！鼓起勇气，顽强不屈！停住！准备就绪，鼓起勇气，去死吧！许昌声势，徒有其表。Chương 6 Chương Phi Huynh Chương Liêu nó chém cho thằng Chương Phi ra bẻ chứ. Chương Liêu cái này là mạng cuối của Chương Phi rồi anh ạ. Trận này mà anh chém nó có chắc để nó chết đấy. Chết thì phải chấp nhận thôi. Không biết bỏ tối theo sáng. Một Chương Phi thì không thể làm gì được nữa. Không làm được cái trò trống gì cả.准备冲啊！上骑兵听命，铁骑准备，骑兵准备，赶快就位，杀呀！
集合！听命！你似乎很是吃力，需要帮手。愿汝之刀锋立于汝之唇舌吧。尽情厮杀！片甲不留！骑兵注意，进攻！做好准备！杀！注意！快跑！不！敌军士兵正在溃逃。顽强不屈，就这样。不，准备开战，诛灭敌军，鼓起勇气。哈，敌军士兵正在溃逃，杀！尽情厮杀！杀呀！杀呀！顽强不屈！杀光敌军！准备就绪！射杀敌军！Ông trời này đang xem thử thằng Trương Phi nó có bay đầu không anh ạ? Nhìn thấy dễ bay đầu lắm. Dễ bay đầu lắm.士兵正在溃逃，做好准备。准备开战！见识情欲，做好准备，加快脚步，准备好了，准备好了，杀！做好准备。Cool, nhìn mất 5 giây.射击了！đối đầu với binh thánh, binh tiên. À, binh tiên, anh là gì? Giờ binh tiên là hàng tính, giờ anh là binh thánh đi. Căng nhỉ?OK anh. Anh chỉ có Lưu Bị lấy được mình không? Đúng rồi. Mình có cái event. Lưu Bị nó không tự nhiên xuất hiện. À nhầm, ra cái lượng không tự nhiên xuất hiện. À, Lưu Bị bị diệt thì chắc cái lượng sẽ không xuất hiện. Chém. 就当我便宜你们了。À, Trương Phi còn sống.Lưu Bị vẫn cố thủ ở dưới.
có mấy thành còn nổi loạn lên. Chết. Chết. Khổng Dung. Lưu Biểu thua tan tác rồi nè. Thỉnh cầu xuất binh chống lại Viên Thiệu, từ chối. Đờ chưa phải lúc đối đầu với Viên Thiệu. Tự đi mà đối đầu. Ông Quang nó sẽ không giữ được đâu anh. Hồng Quang đồng phết đấy, chưa biết thế nào đâu. Đấy, chạy ngay. Cảm ơn chạy rồi. Đồng Quang sẽ thất thủ. Đồng Quang liệu có thất thủ à? Cứ câu kéo mình lâu lúc nào hay lúc đấy. Pháp chính kìa. Pháp chính của Viên Thuật. Lâu luôn đích thân dẫn binh tới à nè. Cho chết này. Nó đối đầu với mẹ mà... Lữ Phụng Tiền à?展示一下我们的激情，养兵千日。 用兵一时， yêu cầu đầu hàng, không đầu hàng, giết, tôi đề. Sơ yên bái xí, hoan hô kinh ngục mà, hay là có chút dụng cụ, Vĩ Gia Hải Nội, cấp chín, loạn thế sụp đổ. Sủng đánh vào Đông Lai ha.
有胜利方，能开创未来。拿起武器，杀呀！Đánh không? Còn có trận của Lữ Bố ở trên nữa. Đánh như này lại có thể hòa được với Lữ Bị rồi đấy. Chỗ Đông Hải chắc mày tự lo. Nhưng mà sợ mày hơi khó. Thằng Lữ Bị nó sẽ dồn quân nó đẻ ở dưới đấy. Đánh cho gì cho xong Lữ Bị luôn đi anh. Xong rồi hòa luôn. Hòa luôn luôn. Chuyến bình chiến dỗ trận. 我三生有幸，准备就绪。长矛在手，弩手就绪，准备就绪。人俊猛士，落。准备开战。顽强不屈，时机已至，顶住，准备好了，在，做好准备，在，准备开战，注意。太平卫士，加快步伐，准备就绪，在，赶快，走，快速前进，顽强不屈，加快步伐，跑步，刘慧，加快速度，把这个卖完了嘞。军诡计多端，竟然设伏于此！赶快，加快速度，跑起来！抓紧！进攻！你必败无疑！瞄准目标，惩治敌军！做好准备！时机已至。集合！注意！做好准备！加速前进！顶住！尔等可敢一战？真是可怜的鼠辈！舍虎断金！我讨贼！快速前进！你的毁灭将让我喜不自禁。多言无益，快住口！快跑！加快速度，向前进军，寸步不让。敌将受手，真是毫无骨气。依我看，你已取得了进步。片甲不留，准备就绪，进攻！大军准备，敌方部队四散逃窜，准备开战，加速前进，速速前进。将向我军将领发起奏降。听命，准备就绪，变阵，鼓起勇气，准备好了，舍虎断金，进攻，顽强不屈，加快脚步，顽强不屈。注意！
军斩了！准备开战，准备就绪，杀光敌军！听命，赶快，赶快！快快快！哈哈，是的，倒是再来啊！大胆，竟敢对我口出狂言！杀光敌军，寸步不让！跑起来！准备开战！停住！陈军、羽林军，准备就绪！加快脚步，鼓起勇气！诛灭敌军！杀！准备开战！时机已至，鼓起勇气！停住！骑兵上马！向前进军！冲啊！军列阵，跑起来！昔日的失败，我要在今天洗雪。你这厮不过是虚张声势罢了，尽情厮杀，胜利就在眼前，准备就绪。lợi dụng 60 mấy tuổi mà vẫn đi chém giết nhau ầm ầm đấy nha. Lão tướng.Thế mới xứng là... mẹ cái danh là vương gia dòng dõi hoàng tộc. Đúng là gần càng dài càng cay anh ạ. Mẹ 60 mấy tuổi đi chém nhau thằng ốc nào 3 mấy tuổi. Vũ khí dũng khí. Thuận bộ bổ răng. Chú ý. Sở củ đoạn kim. Sá quang địa chuyên. Nhiều trống xảo dị. Hắn cảnh xin trống.骑兵听命，想拿步兵，用武器挺你。đánh rồi, nhiều sĩ khí nè.Thị diệt vãi đai, nỏ diệt cũng vãi đai.此胜乃成天之恩泽，不能再耗费物资看押他们。吾等大义必将降临此城。Thế là xong rồi, đồng lại trên. Anh kéo lôi sủng xuống đây nha anh ơi. Tại vì nó sẽ đẻ quân ở Đông Hải đấy. Đưa anh thìKhông.
有所欲，隐而导之。Nào, lật thư. Viết tay đây lưu ngu quần áo cá nhân nông dân mình vừa búp cái trừ mệt mỏi vừa trừ sĩ khí của mình lại sĩ khí của nó từ từ mẹ là liều trường bị âm. Lật thư. Nên cho mày đám quân. Không chết miệng à. Chết nó không? Yêu quân 正在遭受攻击. Giá khoa giảm bộ. Tiến quân. Sử chi ý chí. Thắng trị tiến quân. Tiến công. Vũ khí dũng khí. Khoan đi. Chú ý. Chuẩn bị khai trận. Zai. Giá khoa tốc độ. Zô hào chuẩn bị.
点！进军！来吧，单凭我自己可没法打赢敌人。很明显了，顽强不屈，赶快赶快！敌军仓皇逃窜，一群懦夫！加快速度！斗将开始，我方必胜。不要留情。啊！顽强不屈。这妈无兵。准备就绪。片甲不留，听命。做好准备。做好准备。时机已至。杀！鼓起勇气，等我命令。挺住，诛灭敌军，跑起来！敌军仓皇逃窜，一群懦夫。你威！加快脚步，顽强不屈，准备开战！砍翻他们！劲儿杀！起手就是。准备好了，杀光敌军，时机已至，无处不在，无影可觅。敌将向我军将领发起斗将，速速前进，杀呀！鼓起勇气，进行厮杀。加快步伐！我要当惹了个绿波。就只有这点能耐吗？速速前进，加快脚步，快跑，加快速度，准备射击，杀，诛灭敌军，杀，准备就绪，进攻，准备好冲锋了吗？注意，尽情厮杀，片甲不留。来，哇，累的为什么漏呢？注意，跑起来，杀光敌军，发射，进军。战斗会让你厌烦吗？有趣啊，你又能鼓唇弄舌，又懂战场厮杀。哈，敌军士兵正在溃逃。接手，是，扔了砸了，扔了乱。啊，冒红烟了，龙啊！就是cướp giá của thằng đấy, xong rồi đâm xuyên ngực luôn. À, ok. Em tưởng nên lấy giá hơn nữa. Bố 700 mạng, đánh xương xương 700 mạng. Cái skin rộng của nó lan to vậy đã. Phát đấy phải chắc phải gất chết giết được tiền trăm thằng.
凭此一战，可定天下。Danh con. 放了他们，让他们牢记我的大恩大德。迅速出击。À, còn cả full này của ai này? Chính Lan hả? Chính Lan thì đang bờ bên kia. Này, bố ở đây. Tôi rất mãn ý. Phong lại cái chuyện phế vật. Yêu cái chuyện phụ lũ cũng dùng. Hai ca tiền. Tào Bình thiên hạ. Chính à. Thái sử mà cứ tưởng là thái sử từ. Ôi oh, cái thái sử từ tập này còn nữa hả? Thái sử từ năm 90 vẫn còn mà. Cái này không cần. Trị an phạm vi thế lực. Lính là phù. Công vũ bú khơ, trận vũ bú sơ. Cái này cho nó là 9. Đã có chức nào cho nó làm. Bất cứ cắt bất cứ chức nào ra đây đều béo ổn. May là Lạc Tuấn. Lạc Tuấn thì các chức chắc không sao. Lạc Tuấn các chức chắc không sao. À, vẫn xanh, vẫn vàng. Đã cho Lưu Trương làm ở đây. Đấy, thế là xong. Không có gì để đàm phán nhỉ? Giải hồ thì cũng rút về thế. Lỗ chất. Em phải ra. Thằng này cấp cao quá, tí phải hạ nó xuống. Hạ xuống cấp 8. Xuống cấp 8 là đẹp. Chưa hòa được bởi vì thằng Trung đéo diệt được thằng Lưu Bị ở đây. Thế đồng quan vẫn chưa mất. Ô, hình như đấy. Đồng quan vẫn chưa mất. Mày, ô, sao tự nhiên không nhìn được đất, chỗ đất của thằng Cung Đô nữa nhỉ? Không chịu không? Anh bị tối rồi. Em cũng bị tối rồi mà. Nhưng mà em thấy được Tán Quan này, Hán Trung với lại Kim Triệu.
Mấy cái đấy thì không quan trọng. Đồng quan với vũ quan vẫn giữ được thì mình vẫn sống. Pháp chính vẫn trấn thủ đồng quan. Không lo. Mày có hoa được với Lưu Bị không? Anh sợ mày không ăn được nó. Hoa được thì hoa đi, xong tuần sau anh hoa. Đánh đi. Nó ba đạo full man được không? Kiếm hết ba vùng này gì cứ luôn đi chứ hồi cần gì nữa. Mất công là nó tập trung binh lực rồi sau này khó đánh nữa. Nhưng mà quân của anh rất xa mới có thể về đấy được. Nếu mà đánh thì chỉ có mỗi mình mày đánh được ở đấy thôi. Không sao, không sao. Em đánh được. Anh cứ đưa cho Lưu Sủng về đi. Chỉ một mình Lưu Sủng thôi. Còn đạo Lưu Sủng sẽ lui về Đông Hải. Lữ bố đứng ở đây, thằng nhà lương chạy về diệt nổi loạn, thế là đẹp. Có chí khí nhỉ? Đối đầu với mẹ ba lộ quân của Lưu Bị mà không nao núng à? Đứng trong rừng mà ỉa ông đấy à? Chết không hàng anh ạ. À. Em đứng trên đây mai phục. Giết từng đạo một của nó anh. Cho cắn trộm à. Bây giờ mà một là kéo nó kéo lên hạ bì á. Chết với em. Đấy. Con mẹ à mày. Nó nhìn thấy mày. Một cái thất bại. Ba lộ quần càng nã. Thằng em liệu có tự tin không? Đánh thắng trận này là coi như đại thắng. Ba lộ quân 7.700 à. Chơi đi. À, quan Vũ Lưu Bị đã dàn ung. Quân của mày cũng tinh nhuệ. Bây giờ Udon. Rút thì bây giờ rút thì hiện nó cũng vẫn đánh được thôi. Rút thì để rút luôn một lượt xem sao. Không đánh tới rồi à. Đạo Lưu Bị đánh tới rồi. Bọn nó tiếp viện đâu? Tiếp viện được chứ thì vẫn đánh thôi. Rồi. Nói chung là đánh cũng vẫn được bởi vì nó trên đất của mình. Rồi, đi đá đại chiến. Để xem mà tao chung nó sẽ xoay sở như nào với ba lộ quần của Lưu Bị đây. Bên địch có và Quan Vũ, Lưu Bị, Giản Ung. Bên ta có hạ anh em mà Hạ Đôn, Hạ Uyên, Đồng Bạch. Mà quân nó sẽ không vào được hết một lần. Nó sẽ vào lắc nhắc. Thì ít nhất là nó sẽ có hai lộ quân vào trước. Quan trọng nhất trận này mày dùng kỹ thật tốt. Em có hai cái trụ. Quan trọng là mày có bốn đạo hồ báo kỵ với cả hồ sồ đều rất là mạnh.
đạo nỏ cũng rất là mạnh và đạo bộ binh này cũng cực mạnh. Đầu tổng quân tinh nhẹ mà. Giờ trận này là em làm chủ sói anh ạ. À. Xin giao cho anh nhiệm vụ điều kỵ đi anh. Điều kỵ là cái quan trọng nhất còn lớn gì nữa. Chuẩn bị hảo trung phong rồi mà. Kỵ binh, sang mã. Bọn nó tiếp viện phía đấy à. Bắt đầu chiến anh ơi. Đánh cho thằng Lưu Bị biết thế nào lễ độ. Địch nhân viện binh đã đi đá. Đâu nha. À, nó đang chờ quân tiếp viện tới. Chưa thấy quân nó. Để kiếm tướng nó chém. Mày đâu hết rồi. Đây là một bộ cực kỳ đẹp cho Hồ Báo Kỵ. Trong rừng nó trao ép, xuống ép vào đánh húc cho thì súng thì con mẹ chết. Tết đi. Alo, mấy anh ấy đâu rồi? Để đắm nhau với em đi. Để đưa Hạ Hồ Đôn ra chửi cho thật nó không chọn nè. Ừ. Ấy, thế rồi. Vũ kìa. Anh về đã đông vãi cái nồi. Quan Vũ giản ung Lưu Bị. Cái thằng giản ung Lưu Bị thì không sợ, chỉ sợ Quan Vũ thôi. Quan Vũ máu nó khá là trâu. Quan Vũ về vượt 8, 62 ca máu. Giản ung là tướng tím nên cũng mẹ không đùa với nó đâu. Nó không thấy kỵ mình đúng không anh? Không, kỵ mình đương nhiên là mẹ mai phục sao chuyện này. Mày sẽ đánh đúng kiểu mẹ tên của đạo binh của hổ sồ. Sồ con mẹ mày từ rừng ra. Chân sự yếu dụng vũ mẫu. Để tôi trụ khẩu. Anh Lưu Bị bắt đầu dùng võ mồm rồi đấy. Chú khẩu. Chuyện đi. Giản ung à. Mãnh tướng Giản ung level 7.
Con mẹ mày dán ung này. Mày chết rồi đấy. Sốt toàn chinh. Đừng đùa với dàn ung. Nào, em sẽ tinh hẻ hồ đồ. Đừng có đùa với bà mày giản ung. Đừng đùa với giản ung. Chém được nó. Kém chết mẹ dáng ôm đấy. Hồ Bảo Kỵ, nghe lệnh. Chạy à? Đừng có đùa. Đừng có đùa. Đừng có đùa với tướng tím. Câu vừa ngựa tiếp ứng được. Lũng rồi. Toàn
luôn đánh mà cũng chút xíu máu mà chạy. Đó là một nỗi ô nhục. Đem ra chém đầu. Bình bại như điếu đổ. Bại như điếu đổ. Lưu Sủng đại thắng ở Thanh Châu, phải nghe tin Từ Châu bị Lưu Bị giành lại. Quân Tào ở Từ Châu đại bại. Lại không ăn được cơm. Là nuốt không trôi à? Nuốt không trôi được. Phải thúc quân quay về Từ Châu. Toàn bộ đám quân tinh nhuệ của Lưu, của Tào Trung chết hết. Điền nó đưa cô tàn gái đi. Đưa cho anh. Bây giờ khi mà Hà Hậu Đôn chạy là cái đám quân của Hà Hậu Đôn này nó sẽ thấy nó rất thấp đó. Nó chạy ngay là nó sẽ bị, nó bị lũng bên chính phải. Anh Đôn còn tí máu rồi không chiến nhau tới cùng. Tí máu chạy tiêu. Lưu Bị nó xiên lên lủng búng. Chiến ở ngoài âm, Lưu Bị khí thế ngút trời. Thúc quân của Lưu Sủng về. Quân của Lưu Sủng và Nhan Lương chắc phải quay về Lữ Bố trấn thủ ở đấy để cho Lưu Ngu không dám lao nháo. Gấp rút hành quân về Từ Châu cứu Tào Trung. Lưu Ngu, Lưu Ngu liệu có băng sông chiếm đánh cái cảng của mình không? Không dám, chạy ngay. Tuổi Lữ Bố sừng sững ở đây. Thế là yên, tạm yên ở chỗ Lạc An. Bây giờ điều Lữ Bố về dẹp nổ loạn. Nhan Lương, Lưu Sủng tiến về Từ Châu. Đến sự càng biết. Trí nan er shang, yi cheng da ye. Gan diao ta men. Đây là. À, con mẹ mày tặc khấu này, thằng chó nào dùng cái hôn nhi triều thần mày nó gọi tặc khấu ra. Láo gì nhỉ? Không sao.
菩萨子。一统天下，燃遍天下。21k tiền. Liệu có cho tướng nào ra trận được không? Mã siêu. Mình cần mã siêu làm công vụ. Không, không cần. Bởi vì sắp up được cái 4 lượt nữa. 4 lượt nữa up cái này là có 10 vào trong hồi quân. Mã siêu ra trận. Âm 600 tiền là cũng đủ. Mã siêu làm công vụ con mẹ rồi. Mã siêu làm công vụ ở đây. Tuần sau mới gọi được mã siêu. Đi bán lương. Có 10 lương tôi đéo em đi bán. 18 lương. Ngô phu nhân thường đồng bông rất thấp. Nói cho khoai điểm á. Lưu bị à, Lưu biểu. Lưu Yên âm 6. Lưu Yên nghèo. Nguyên thuật. Mười lương. Mày cấp cho ra bao tiền? Ừ, nhiều tiền đấy. Một trăm năm mươi. 此小小举动，可使你我关系更加牢固。麻烦了。chi bớt ra để cho có tiền để tạo một đạo nữa。Tướng át thì cũng chưa chắc nó mạnh hơn đâu, nhưng mà tôi thích tướng át thôi. Đơn giản là thích thôi. Chứ nói chung là chỉ số nó cũng như nhau thôi. Nhìn mấy cái thằng tướng clone nhìn bẩn cái đội hình. Đồng quận. Đến lượt mày đây. Để quân đi. Để hồ đôn. Thủ ở Phù Lý vậy. Thủ Phù Lý.
Lần sau anh để quân ở Đàm huyện Đông Hải. Mã siêu xuất trận. Mã siêu Lý Nho hoặc là giảm Già Hù. Nó đánh vào cư sao kìa. Đánh cư sao. Nó đánh vào cư sao. Gì hết. Bỏ bán cư sao cho Lâu Biểu. Tôi lại rút lên bán trên. Nó đang nằm trong cái hệ thống quận Thọ Xuân. Bán làm gì? Giữ lấy chứ. Bán cho Lưu Biểu xong mày lấy lại kiểu gì? Dù gì nó cũng có một cái của Lưu Biểu rồi, đâu phải em. Nó không có đủ. Không có đủ tìm cái hồi anh em. Hồi anh em cố nghĩ là cho mẹ Thọ Xuân. Thọ Xuân là một tỉnh hơi bị giàu đấy. Chứ ở trên của mày toàn là tỉnh nông nghiệp, toàn lúa với thóc thì nhèo mẹ. Còn mày có mấy tỉnh công nghiệp nó mới giàu được. Mẹ Đồng Mân sống chết phòng thủ mẹ Trường An. Vũ Quan với Đồng Quan sống chết thủ. Thành ra là ở cái mạn Lạc Dương mình yên tâm vãi đái. Tạm thời là yên tâm trước giặc Khăn Vàng. Nó không đi qua được. Là có Hàn Toại là cắn trộm. Ấy là Đồng Mân mẹ vừa nói xong bị nó chọc chết. Một đạo nữa tôi sẽ âm, sẽ bị âm tiếp tầm khoảng 3-4.000 tiền nữa. Để nữa thì cũng hơi căng tiền. Để lấy chủ Lưu Biểu đánh nhau với Lưu Bị được không? Lưu Ngu bốn đạp phun năm lộ quân nó tràn xuống, chắc anh phải hòa với nó này. Tạm thời anh sẽ hòa với nó vậy để anh ổn định quân đội này. Anh bị mấy thành nó ấy. Viên Thiệu cũng hòa với Lưu Ngu rồi. Hai trận. Hôm nay còn có gì nữa? Mẹ Lưu Ngu nhiều tiền đấy. Những thằng như Lưu Ngu là tốt nhất là lấy tiền mặt. Thank you.
没等打口啊！杀光他们！养兵千日，用兵一时。Nào tù ngọc dương 11.3 thì nó hồi lại quân ấy, cái tân mà mình đánh tan quân nó ấy, là bọn nó sẽ yếu quân đi, là nó sẽ có tỷ lệ cao, điểm dương cao hơn. Nếu mà lúc đấy mà 12 mà mình hòa là mình được hạ gá tiền đấy. Đùa đâu, giờ nó không chịu hòa, giờ nó hòa rồi nhưng nó chỉ có dương 2. Dạ, anh hỏi đó, anh có hỏi dưới lầu 7 luôn không? Có, anh hỏi nó, bởi vì nó là chư hầu mà, nên chắc chắn nó là... Okay. Lưu Bị sẽ hòa với anh. Hoa Lan Lệ còn làm gì? Rồi, quả là hòa được với nó thì cố mà hòa. Không để quân Lưu Ngu nó lùi lại một tí, anh dẹp loạn xong anh lại quay trở lại. Nếu mà nó không chịu hòa thì lại tuyên chiến tiếp. Dẹp xong Lưu Bị rồi đánh thẳng lên thằng Lưu Ngu. Ba lộ quân đánh thẳng lên. Diệt nó. Âm 1000 năm, 10 lương thực về, tí lại lên đi bán. Cái thành Đông Lai này thì cái ruộng thủy lợi này thì lại không cần lắm. À đâu vẫn cần, bởi vì cái này cộng mỗi lương thực thôi. Thương nghiệp. Cái này không cần lắm bởi vì có chợ rồi. Thì cái này cộng 25% thuộc về công nghiệp thì mình thì lại không có búp thương nghiệp, thì cái này có thể bỏ đi. Để xây cái... xây cái gì nhỉ? Cái trừ tham nhũng. Là cái phù nha này. Ở đây không có xưởng công nghiệp. Ở đây ra thì xây cái này. Xong xây xưởng công nghiệp cũng được. Thì xưởng quan phủ ở đây.
trừ 15 tham nhũng, còn nếu mà phủ nha thì cho phủ nha được, trừ tham nhũng, chơi phủ nha là tham nhũng đây nữa tiền mới tăng được. Tức là chúng ta công trình của công trình này là không cần thiết lắm, có thể vỡ bỏ được, vỡ bỏ xây phủ nha đẹp. Hòa được không? Không hòa được à? Okay. Em càng ạ. Bây giờ tuần sau anh thử bỏ làm chư hầu, bỏ mày làm chư hầu, à bỏ mày làm binh xong bắt mày làm chư hầu. Để xem thằng Lưu Bị nó có nể mà nó thoát không. Tạm thời mày làm chư hầu của anh. Mình cứu được. Alo, nghe đi không? Anh suy nghĩ. Suy nghĩ. Bây giờ căn bản là quân nó áp sát rồi. Tình thế mà nguy cấp rồi. Thằng em cứ tính đi, anh cho phương án đấy. Nếu làm chư hầu của anh thì nhiều khả năng là nó sẽ phải nể. Đánh chó phải ngó mặt chủ. Vút mặt phải nể mũi. Này nó đánh luôn chủ. Lưu Yên gia nhập liên quân rồi. Chả vào được đâu. Cứ bấm đi em. 还以为你会感恩。 Đóng mừng lên trên nó bị nó lóc hết mỡ luôn rồi nè. Rồi trời lóc hết mỡ đóng mừng. Đồng Mân trụ như thế là lâu rồi. Cũng vừa lúc anh dẹp được, anh chiếm được Thanh Châu. Tiềm lực quốc gia nó cũng nâng tầm lên được rồi. Lưu Ngu đông thật, Lưu Ngu và Hùng cứu phương Bắc luôn. May mà mình hòa hoãn với thằng Viên Thiệu lâu, Viên Thiệu cũng mạnh. Viên Thiệu đánh nhau với Lưu Ngu cảm giác cũng chảy ra chốc vẩy. Đấy, em Lưu Ngu chuyển quân nhiều đấy. À, Tào Phi lớn rồi. Ngon. Cuối cùng lớn. Thế hệ mới à? Thế hệ Gen Z à? Liệu là có mẹ bị lôi ra chặt đầu như chặt gà không? Chặt gà. 要这些俘虏也没用，放了他们，让他们牢记我的大恩大德，杀他们个片甲不留。 为了传承。
烈火燎原。好兜里。人真烂嘴呢。không biết tự lượng sức mình mà. Loạn quân, 终于得以平息。都放了吧。bấm đi. Lô Ye, 就像生命中最后的火焰。前进。有话请讲。43.000 tiền. Anh thử cái vụ làm chư hầu xem như thế nào. Ờ. Rú cử 良言定是经过深思熟虑。Chị làm chư hầu không? Dạ. Hả? Không muốn làm bây giờ cũng phải làm thôi chứ giờ còn cái nền tảng. Cứ làm chư hầu đi. Ờ... Bây giờ mày phải rời khỏi đây. Tuần sau mày phải tự rút cơ, xong rồi mày xin làm chư hầu của anh. Ok. Trung làng thăng cấp lên biệt bộ tư mã. Có một thành âm năm ở Đông Lai. Có lần thử rời liên minh và xin làm chư hầu thôi nào. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Từ một đồng minh bằng vai phải lứa bây giờ Tào Phi đã phải quỳ gối trước Lưu Sủng. Thiếu năng lực lãnh đạo đất nước à? Nhưng không sao.
ân tình giữa Lưu Sủng và Tào Tháo năm xưa thì Lưu Sủng sẵn sàng giang tay bảo vệ Tào Trung vô điều kiện. Như bố bảo vệ con luôn. Ok, Lưu Ngu đồng ý hòa bình. Thảo án. Nỗi nhục này xin ghi nhớ trong lòng. Con mẹ nó chứ. Quỳ xuống. Xin ghi nhớ trong lòng cái nỗi nhục này. Không thể nào nguôi được. Không sao. Thôi, nhưng mà dù gì cũng về dưới trướng của hoàng đế tương lai. Sao? Đúng vậy. Không sao hết. Dù gì cũng phải làm chư hầu của hoàng đế tương lai. Đây anh cả con gái, nhưng mà con gái anh chưa lớn. Mẹ, em về bên anh mà anh lấy hết mấy phần trăm khẩu phần tiền của em rồi anh à. Phải chịu được thế nào nữa. Anh mà căng sức ra bảo vệ chú gì nữa. Không trách móc thằng em làm ăn như con kẹt thì thôi. Cô anh bảo vệ chú gần như là toàn diện này. Phương Bắc mạnh như thế, anh gánh hết. Bây giờ tôi phải làm thế nào xoay sở để có thể tạo thêm một đạo nữa. Đạo của Mã Siêu phải được xuất trận. Thì lúc đấy tôi mới đủ lực đánh Lưu Ngu được. Tôi sẽ mang 3 đạo đánh Lưu Ngu và 1 đạo để ở nhà thủ. Biện phu nhân không đòi quyền tự trị, đúng. Đáng lẽ mày nên chọn quyền tự trị mà thôi. Đấy, đòi làm gì? Anh em với nó, nhau nó cả. Nó cũng như nhau mà thôi mà. Cái quyền đó là chỉ là không xong không chiếm chư hầu. Quyền tự trị thì thôi. Kiểu như là thì kiểu như là nếu mà đánh nhau thì mày có quyền không cần tham gia. Thì cái chả gì khác đéo gì. Chắc cần. Nhưng mà chắc cần cái đó. Em mới thu được 1.800 tiền mỗi 10 tinh. Bây giờ mày cơ cấu lại quân đội đi. Cơ cấu quân đội chính quy tinh nhuệ. Sau đó đại ơi, hay họ đô mì như thế là được rồi, còn kia là hấu chữ thôi. Nhưng tiền đéo đâu mà hay anh. Sau đó thì có lẽ là mang quân xuống đánh hàng nghi đi. Hàng nghi cũng ở dưới cũng mạnh. Bây giờ anh sẽ tìm cách đánh Viên Thiệu. Lưu Ngu thì đang hỏa hoãn rồi, mình cần một thằng vùng đệm là thằng Lưu Ngu. Hỏa hoãn với nó xong rồi mang quân đi đánh Viên Thiệu. Hoặc không thì anh phải dồn quân lên phía Kinh Triệu chiếm lại Trường An, đánh Cung Đô. Đánh Cung Đô cũng được. Chiếm lại Kinh Triệu. Vũ Đô cũng giàu. Nhưng mà thế thì nhớ khác... cái mặt tao nha. Nhưng mà thế đéo khác gì mà mẹ một cái thắt lưng từ cái đôi Trung Quốc luôn. Nam Bắc luôn. Thì cái diện phòng thủ hơi nhiều. Tào Trung mẹ bị Lưu Bị ép cho là phải là quỳ gối à. Đấy, Lưu Bị lui về. May cho nhà người đó. Ngày nào đó em sẽ trả mối nhục này. Ừ. Cố lên. Nhục của phải, nhục của Đào Khiêm với cả nhục của Lưu Bị là anh chế chú vẫn chưa giảm, chưa rửa được. Đào Khiêm chưa rửa được, Đào Khiêm là anh giúp. Đào ứng chết rồi mà. Đào ứng là anh giúp còn gì nữa.
Anh giúp gần như là 90% đấy. Thì còn nỗi nhục của Lưu Bị thì để xem chú giải quyết như nào. Thì anh là hoàng đế, còn em là chư hầu triều thần của anh, thì em phải giúp. Anh giúp coi như em giết thôi. Cái gì đâu mà. Được. Nói thế nghe còn được. Anh phải chăm sóc tốt nha, không có ngày làm phản đấy. Anh bảo vệ mà như thế còn chưa chưa đủ tốt á. Làm gì trên cái bản đồ này, trên cái lục địa đất nước Trung Hoa này có thằng nào bảo kê mày được như anh không? Đó, khi nào lên hoàng đế là cho em cái chức gì cho cao nhé. Nó cũng chả có chức gì cả. Cho mày vào làm một trong những thành viên trong trong đế chế thôi ấy. Thì nó sẽ có màu vàng. Nên lúc đó mà anh cho em làm thái giám rồi chết. Yên tâm, đi theo anh chỉ có vinh hoa phú quý trọn đời, không có cướp mà ăn đâu, chỉ có cơm ăn thôi. Đồng ăn cơm và ăn cơm với thịt nha. Đồng bân. Ăn cơm với thịt. Đồng cá đàng hoàng. Bây giờ vấn đề là mẹ có vẻ như là đồng bân không chịu nổi nhiệt nữa rồi. Cô thằng hèn nghe đâu có làm gì đâu mà phải rửa nhục nó. Thì chiếm nó đất nó mà phát triển như thế nào? Ý là nhưng mà cái thằng hèn nghe này mở rộng đất ra xuống dưới mà phát triển. Mẹ lúc đầu diệt mẹ thằng hèn nghi mẹ đi. Lúc đầu không diệt được bởi vì mày lỗi điều quân này. Mày lỗi điều quân thành ra là mày bị mất mấy tân thành ra nó hồi mẹ lại được. Không, cái lúc đầu nữa là lúc trước nữa. Lúc trước là mình đánh tới hồi Nam Cư Sào này, nó chỉ còn một vùng đất nhỏ dưới đây này. Thì đấy, thì mày lại bảo thôi nó tha cho nó. Sai lầm của tuổi trẻ. Mẹ đấy, cay. Bây giờ đang, chẳng lẽ mình mang quân đi đánh cung đô? Mà đánh cung đô thì mẹ, đất nước bị trải dài quá. Đánh xuống dưới này. Đánh xuống dưới thì đánh ai? Đánh thằng Hàng Nghi, hai mảnh đất này. Nghi thì xa ta quá. Hàng Nghi thì chú phải tự lo, bởi vì có Lưu Biểu đấy rồi. Thằng Hàng Nghi nãy từ trước giờ toàn bị thằng Lưu Biểu chặn. Chú phải biết không, thằng bây giờ anh phải, Lưu Biểu chứ. Anh này phải đánh xuống Lưu Do này, đánh xuống dưới vùng dưới đi. Lưu Do thì không giáp đất của anh. Lưu Do giáp đất của mày thôi. Đánh xuống đấy mà phương Bắc nó đánh anh thì anh chạy sao kịp. Diệt nốt nổi loạn. Xin ra mệnh lệnh, gan tiêu địch quân. Tôi. Bây giờ là chỉ một là đánh Viên Thiệu ha. Cung đô thì anh chiếm trên đó thì đất nó dài lắm. Ừ. Cung đô khó là thủ. Cung đô khó thủ lắm. Một là anh đánh Viên Thiệu thôi, hoặc là công tôn toản ở trên đây thôi. Nhưng không thể đánh trên kia được. Tầm này mà đánh được thằng Lưu Biểu là ngon nha. Đánh thì đánh được ngay, muốn đánh hay không. Xong tên anh này nghỉ nha. Ờ. Nhanh hết thời gian quá nè. Mới đây năm kém mẹ rồi. Cái là hết rồi. Cần lên cấp tiếp theo. Cấp tiếp theo là sẽ tăng 10 độ hài lòng, nó sẽ đỡ rất nhiều.
真是浪费时间。真令人愉悦。Vạn thiện cảm với thằng ấy xuống. Sao đánh đi đâu bây giờ? Tiềm lực quân sự của mình hiện tại là như thế này. Lưu ngu thì anh mới hỏi xong nên không lưu đánh được. Lưu ngu số 1, Lưu bị số 8, số 2, Nguyên Thiệu số 3, số 4, số 5, số 6. Nhiều khả năng là tiềm lực quân sự của anh là số 7. Hạng 7 thế giới. Hạng 7 thì vẫn cũng ít. Để xem mày hạng mấy. Chắc là tầm 3 mấy 4 mấy mà. Mày hạng 33. 33. Không để thêm đồn đạo nữa, chỉ còn nâng cấp chính quy tinh nhuệ lên thôi. Bây giờ là em là chư hầu của anh rồi, và tính em thêm một đại của em nữa chứ. Tính quân của em nữa. Quân của mày có như không nữa. Kìa. Buồn 5 giây. Rồi, cứ tạm thời qua lửa đã. Cho quân nghỉ ngơi dưỡng sức. Thôi, đấy, nghỉ thôi. Còn sau lại chiến tiếp, căng nhẹ. Đã biết đánh tiếp lên đầu. Nếu không thì tuần sau dồn anh em dồn quân lên phương Bắc đánh Nguyên Thiệu. Ok. Biết gì hết. Thôi, hẹn anh em buổi sau chiến tiếp. Xin chào và các bạn. Bye bye.